Hello cả nhà, em lên một con đồng hồ Seiko nha. Kính sapphire size 38 chưa núm. Đó, viền vàng nha. Rất đẹp, kim cọc vàng, chạy hai kim. Nó rất đẹp, lịch lọc. Đó, mặt bao công. Đi nó là dây da nha, em bán 680 bao ship nha, chịu hãng full em tặng một sợi dây thép nha. Đó, Seiko. Rất đẹp luôn, chạy hai kim giống như là ô tô mà thích vậy đó. Đó. Viền vàng nha, Seiko kính sapphire size 38 chưa núm. Mỏng nha, dáng mỏng, lên tay rất là sang luôn, có 680. Mời cả nhà nha.